Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở đây là trường tiểu học và trung học Lê Văn Nghề nha anh chị ơi. Và hôm nay em giới thiệu với anh chị là một căn nhà sát với trường học này luôn nha anh chị. Và anh chị thấy đây là thuộc là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và đây em giới thiệu với anh chị sẽ là một căn nhà tâm huyết của cô chủ luôn, nhưng mà vì lý do tài chính cho nên là cần bán gấp luôn nha anh chị ơi. Thì em sẽ quay từ cái trường tiểu học Lê Văn Nghề này mà chạy vô trong tới nhà mình luôn nha, cho anh chị nhìn thấy cái đường đi luôn cho nó dễ nha anh chị. Và nơi đây là thuộc là ấp Mỹ Hòa, Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, và cách chợ Mỹ Phong là chỉ có 500m thôi nha anh chị. Và nhà của mình mà ra ngay chỗ quốc lộ 50 là khoảng là 2,3 km là mình vào nội ô thành phố Mỹ Tho luôn nha anh chị ơi. Và ngày hôm nay em sẽ đem cho anh chị là một cái giá rất là rẻ luôn nha. Đây là đường tỉnh lộ 879 nha anh chị. Đường này thì nó sẽ đi về chợ Thanh Bình, chợ gạo. Còn đường này thì mình sẽ đi về chợ Mỹ Phong ha. Thì kế bên trường học á, mình sẽ có cái đường này gọi là đường huyện lộ 90D nè anh chị. Đường huyện lộ này là đường lộ nhựa 8 tấn luôn nha anh chị. Mình chạy vô chút xíu à, bên hông trường học luôn nè, sẽ có một cái đường như thế này đi qua cái cầu. Cái cầu này em có đo rồi là cầu 2,5m nha anh chị. Và cái đường đá xanh này cũng là đường 2,5m luôn nha anh chị ơi. Đường 2,5m, nhưng mà xe máy mình đi thoải mái nha anh chị, còn xe hơi thì mình vào rất là khó khăn nha, tại vì nó có cái cua quẹo nó hơi gắt nha anh chị. Rồi mình giờ tới đây là tới nhà của mình rồi nè anh chị. Và đường trước nhà của mình là đường bê tông 2,5m luôn nha anh chị. Đường này xe ba gác, xe qua lâm mình chạy thoải mái luôn nha. Thì cái này em quay xung quanh cho anh chị xem nè, xung quanh đây là dân cư rất là đông đúc luôn nha anh chị, nhà dân rất là nhiều rồi. Và đây là căn nhà ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị. Và nhà này thì giá nó giảm sâu rồi nha anh chị ơi, giảm rất là rẻ luôn, chỉ còn có 990 triệu thôi nha anh chị ơi. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng luôn nha anh chị. Chiều ngang của nhà mình là 5m luôn nha anh chị, ngang 5m, dài 14m, tổng là 70m², full thổ cư. Sổ hồng riêng, hướng nhà của mình là hướng tây bắc luôn nha, gồm một trệt, một lầu, một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 toilet, một phòng thờ và một bếp luôn. Và anh chị mình tham quan nhà của mình nha. Tại cô chủ là đang có vấn đề tài chính đó, cho nên mới bán căn nhà này. Nhà này của mình là một trệt một lầu luôn nha anh chị. Và thổ cư đầy đủ hết luôn. Và mời anh chị mình xem đây là cái căn bếp của mình ha. Còn bên hông là sẽ có một cái phòng ngủ của mình nữa nha anh chị, nghe tí tầng trệt này luôn nha. Thì hôm nay là cô chủ là làm lập xưởng luộc nè anh chị. Còn đây là cái phòng ngủ của mình ở dưới đất ha. Ở trên là mình có thêm hai phòng ngủ nữa nha anh chị. Ở dưới này là mình sẽ có một cái nhà tắm toilet dưới này luôn. Thì nhà này là nhà cô chủ cũng xây để ở đó, cho nên là rất là kiên cố luôn nha, một trệt một lầu luôn. Và em có nhìn xung quanh đó, nơi đây dân cư rất đông đúc, và phía sau là nó có nguyên một cái khoảng đất mà xung quanh là đất sạch sẽ nha anh chị. Em coi rồi là đất sạch sẽ, khu dân cư nha anh chị, không có màu mã gì hết trơn nha. Và bây giờ mình chị lên lầu của mình nè anh chị. Nhà này là tới 3 phòng ngủ luôn nha anh chị. Phía trên lầu này thì mình cũng sẽ có một cái nhà tắm toilet ở trên này luôn nha. Dạ rồi. Và anh chị nhìn xem nè, đây là cái phía sau nhà của mình nè anh chị. Đó, đây là phía sau nhà của mình, là đất rất sạch sẽ, không màu mã gì hết trơn luôn. Và phía sau nhà của mình là nhìn ra được đường tỉnh lộ 879 luôn nha anh chị. Đây anh chị nhìn thấy rõ không ạ? Đó, nghe cái chỗ mà cái trụ điện có chiếc xe chạy ngang qua đó, đó là chính là đường tỉnh lộ 879 á, là mình đi ra đường tỉnh lộ 879 chắc tầm 100m là đến rồi, rất là gần luôn. Phía sau mình thì đất sạch sẽ nha anh chị, không màu mã gì hết. Ở trên này là mình sẽ có nhà tắm cũng như là nhà vệ sinh ở trên lầu này luôn nha. Nhà thì có lớp la phong ok hết luôn nha anh chị. Tuy là đúc sàn này là sàn đúc giả nhưng mà em thấy rất là kiên cố luôn nha anh chị, đi nó không có kêu gì hết. Còn đây là cái phòng ngủ của mình nha anh chị. Trên này thì mình sẽ có hai phòng ngủ nè, cũng như là một cái hành lang rất là rộng luôn. Đây là phòng ngủ thứ ba của mình ha. Đó, còn đây là cái giường nữa nè, mình thể mình ngủ ở trên này cũng được nữa. Còn kế bên này là cái phòng thờ cũng như là phòng tiếp khách của mình. Tại vì ở dưới là cô chủ dành một cái khoảng không gian sinh hoạt chung rất là lớn ở dưới nha. Rồi. Giá này rất là rẻ luôn nha anh chị ơi, chỉ có 990 triệu thôi. Anh chị nào mà muốn sở hữu thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Đi vào nội ô thành phố Mỹ Tho có 2,3 km là mình vào nội ô thành phố Mỹ Tho rồi. Còn đây là cái ban công phía trên của mình luôn nè. Đó, anh chị nhìn thấy là xung quanh nhà rất là đông đúc luôn nha anh chị. Giá này là giá giảm sập sàn luôn rồi đó anh chị ơi, 990 triệu nha.